Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Trời ơi, rất hợp với áo em luôn á. Tuyệt vời. Bây giờ thì nhà trai, nhà gái có mặt trên sân khấu rồi. Dạ. Chúng ta sẽ giới thiệu lên để hai bên cùng nghe nha. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Và tất cả quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hồng Quân, em 31 tuổi, em là kỹ sư kinh tế xây dựng ạ. Rồi, mình giới thiệu đi, giới thiệu hùng hồn mạnh mẽ lên. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Rồi em. Và cái bên kia, em tên là Vũ Thị Kim Thanh, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Quảng Nam, hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Công việc của em là phiên dịch viên tự do, phiên dịch tiếng Trung. Bên kia là ở Đà Nẵng đúng không? Dạ. Còn Quân là ở đâu? Dạ, em hiện tại cũng đang làm ở Đà Nẵng. Ô, hay quá, dạ. Chúc mừng luôn. Bây giờ hai bên cho biết về ưu điểm, khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em là biết quan tâm đến gia đình, sống có trách nhiệm. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì cái gì em cũng không biết. Em không biết nhậu, em không biết hút thuốc, em không biết gai gú, em không biết phá phách. Trời, bạn tế nhị ghê, bạn tự nói về bạn một cách rất là khiêm tốn vậy đó. Trời, còn em sao? Em nói coi nè. Dạ, ưu điểm của em là em rất là hoạt bát, biết quan tâm mọi người. Và cái khuyết điểm cũng chính là cái việc quan tâm mọi người hay nghĩ cho người khác nhiều. Đôi khi là bị thiệt của bản thân mình một tí. Thực ra cái đó là ưu điểm hết mà. Em có cái gì mà tật xấu không? Tật xấu thì em có một cái là em rất thích ngủ nướng. Chị cũng thích nè. Và buổi sáng nếu như mà có việc á, em có thể đặt đồng hồ báo thức 10 cái như vậy, cách nhau khoảng 5-10 phút. Cái đó là sở thích của Hồng Vân đó. Em có mấy mối tình rồi Quân? Thì mối tình chính thức cũng mối tình đầu tiên. Còn sau khi chia tay thì em có quen một vài bạn nữ nữa, nhưng mà không có thành công. Ba chìm bảy nổi chín lên đên hả em? Dạ, người ta nói là hồng nhan bạc phận đó, chị Hồng Vân. Biệt danh em là Quân đẹp trai chị. Trời ơi, anh khiêm tốt. Còn bên đàn gái? Em sao nè? Dạ, em về mối tình thì em có một mối tình đầu. Sau đó thì có tìm hiểu nhưng mà cảm thấy mình tìm hiểu không hợp, nên là cũng không có quen hay là gì hết. Trời, em có nghĩ là cái lần này em sẽ hợp không? Dạ, em cũng hy vọng lên đây là cũng hy vọng tìm được một nửa anh bên kia là có thể hợp với mình. Mối tình của em sắp tới một cái con người như thế nào? Em hy vọng là một bạn nam cao trên 1m73. 1m70 được không em? Dạ, mang giày vào chắc được á. À, ok. Anh có nói là anh không hút thuốc là đúng tiêu chuẩn của em rồi đó. Vì em hơi ngâm rồi nên là nếu như bạn trai bù trừ mà anh có thể tắn một tí thì dễ ưa nhìn á, ngoại hình ưa nhìn. Trời, chị nghĩ là em đó, cái làn da nâu nhanh Linh là quá đẹp đó, đúng không? Một người đàn ông mà gọi là đó, chân mày đậm nè, nước da bánh mật nè, chân tay lông lá nè, nhìn là thấy một người rất là mạnh mẽ. Em, cái gu của em có phải là như vậy không? Dạ, nếu như vậy thì cũng hơi giống em đó. Người ta bảo là sống nhà lương xứ nhà lông. Em từ nhỏ là hơi lông bạc bè, hơi chọc á. Xin bản quyền liền, nó rất hợp với Linh. Thôi vậy Dân? Thiệt. Không, mỗi lần lông lá rồi Dân nhìn Linh vậy. Trời ơi, cái đó là đặc trưng và bản quyền của Linh. Nó trong tươi, trong trắng, trong lỏng à. Tội lắm em, một lần xé là nát da nát thịt á. Ủa em? Dạ, cái này là tự nhiên. Thế là em mới nói đâu có đâu, rất là đẹp Linh. Vân nói thiệt không? Vân rất thích những cái người con gái nào mà cái lông tay nhiều á, mà ép vô vậy nè, đẹp lắm. Đẹp lắm. Thiệt. Coi bên đây có không? Có không? Có ý là trong lỏng đi. Có. Có hả? Sống gì lương đó. À, đủ xài phải không? À. Em có muốn người đàn ông đẹp trai không? Cái đấy là yêu cầu. Đẹp trai cỡ như Nu Phước Thịnh đấy. Tôi qua bên đây có phải Nu không? Nu. Dạ, em chào chị. Chào em. Mày cũng đúng Nu à? Không. Cái này là một cái gì đó, không phải là Nu nhưng mà là cũng... Em cứ tự soi kiến em đi, em thấy mặt bạn trai bên đây liền à, ngộ lắm. Ồ. Và em cũng đi tìm như vậy đó, tìm tướng giống mình đấy mà. Bên đây không có giống Nu, có thêm dấu sắc nữa. Nú à? Ừ, Nú. Ừ, dựa vô đâu mà ông nói người ta là Nú? Sáng hơn. Đây là nhìn đây, mặt sáng hơn, chín chắn hơn. Dạ. Em không thích con gái điều gì? Em không thích con gái mà hơi chơi bời quá. Em thích những người con gái mà người phụ nữ của gia đình ấy chị. Tất cả những cái điều kiện mà em mong muốn ở cô này chị thấy là
được hết rồi đó. Được đúng không? Nhưng chỉ có điều con không có đẹp thì sao? Dạ, tốt gỗ hơn tốt nước sơn vậy. Có nghĩa là nãy giờ những cái gì mà về tính cách á là em đồng ý rồi, đúng không? Dạ. Nhưng mà khuôn mặt xấu cũng chấp nhận luôn đúng không? Dạ. Súng hai cái răng nữa. Thì em về trong răng giả chứ. Về trong răng giả luôn. Dạ ok. Thôi chứ người thân đi. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đến chương trình cùng với mẹ em và một vài người bạn thân. Rồi xin chào cô. Chào gia đình đàn gái. Dạ, con chào cô. Xin chào Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Chương trình này bản thân tôi theo dõi lâu lắm. Mà thấy bên trai là đàn, chàng trai rất là tuấn tú, khôi ngô. Vậy con mẹ khuyên con thì tự con quyết định. Mẹ khuyên con là tự con quyết định. Mà chị thấy hai trẻ giống nhau không? Có nét giống nhau đúng không? Phu thê đó chị. Chị có điều cô dâu bị súng răng uổng quá. Gái hơi bị xấu xí. Ủa còn em đi với ai vậy cưng? Dạ em đi với anh họ và bạn của em. À anh họ ơi, anh họ thấy cái cô dâu súng răng này thế nào anh họ? Kính thưa chương trình, kính thưa chị Hồng Vân và anh Quyền Linh, anh thấy em gái này cũng được, dễ thương đấy. Không, em gái này có cái răng khảnh mà giống như kiểu mẹ em đấy. Người thân cũng đã góp ý kiến rồi, hai trẻ sẽ gặp mặt rồi từ từ, rồi cái gì tới nó tới ha. Mở rào. Bắt đầu đi quân. Đó. Chào em, anh có món quà tặng em. Dạ em chào anh, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng anh. Nhưng mà trước tiên em muốn hỏi anh một câu là anh có biết điều không? Có. À có, món quà này của em muốn tặng anh là để cho anh. Đây là hạt điều. Em muốn hỏi anh ấy trước, bởi vì để xem là anh ấy phản ứng thế nào. Rồi cảm ơn em. Trời, tôi nghe tôi sốc liền á. Nhưng mà mở ra hạt điều tôi giật mình, tôi thấy vui. Đó. Được. Em thấy anh có giống như những gì em mường tượng không? Nói chung là đối với em thì ấn tượng đầu tiên nó quan trọng nhất. Nên là khi mở rào ra nhìn thấy anh thì em cảm thấy cũng tim cũng hơi đập rồi. Hả? Dạ còn đập sao? Không em? Sao? Tim đập hả? Tim bình thường vẫn đập nhưng mà nó đập nhanh hơn một chút. À tim đập nhanh, còn em thì sao nào? Dạ em hồi hộp chị ạ, thấy bạn rất là dễ thương và thấy bạn rất là hiền ạ. Hiền nữa ha. Đúng như là cái gì mà em tưởng tượng không? Dạ đúng 99%. Vậy hả? Chứ hồi nãy lúc mà chị nói gạt em là em có tin là thiệt không? Em biết chứ, chị thích đùa. Công việc của anh sau này thì vẫn ở Đà Nẵng hay là? Công việc anh sẽ gắn bó lâu dài ngoài đó. Anh có bao nhiêu anh em ạ? Anh có một anh trai, em trai của anh. Nhà em cũng chỉ có hai người, em và anh trai. Em thích nhà có nhà đông anh em một chút, nó sẽ vui vẻ hơn. Vậy hả? Vậy thì sau này mình sinh nhiều con đi em, cho nó đông vui. Trời, anh duyên dáng quá. Vậy là tốt rồi. Bây giờ mỗi đứa tặng nhau bài hát gì làm kỷ niệm đi. Bà chuẩn bị sẵn cái đơn rồi. Em muốn tặng anh một đoạn thôi. Một đoạn trong bài hát Một Nhà. Khi hai ta về một nhà, kết đôi đi cùng một giường, đôi khi mở cùng một giờ, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Hay quá. Rồi sao rồi, em có hát không hay là? Dạ em thì hát không có hay lắm, nhưng mà hôm nay dịp đặc biệt thì xin phép chương trình và xin phép cô chú ở đây thể hiện một đoạn ngắn bài ca khúc Khoảnh Khắc. Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mộng manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ em. Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, khi mùa thu xót xa cuối trời, giọt nước mắt khô không lời. Và rồi mùa thu qua trống tanh buồn vênh, và lòng mình băng giá, và dòng mình băng giá. Thôi được rồi. Yeah. Trời ơi, đáng lý thì có phải cho hát được cái tới cái câu người về đây với anh đi. Chứ tự dưng đây cái bài này rồi. Người ta là chung một nhà, người ta ước mơ như vậy thì ông còn có một cái lá. Lên. Thiệt tình. Nói chung là chờ em tới còn một chiếc lá luôn, cũng chờ luôn. Đó. Không.
Anh thực sự năm nay 31 tuổi rồi, thì cái khoảng thời gian cũng rất là dài anh chưa quen ai. Và anh hy vọng ngày hôm nay em sẽ là người con gái cuối cùng mà anh rung động. Em đến chương trình này thì cũng hy vọng là sẽ tìm được một nửa của mình, và có thể ra về sau đó thì hai người có thể tìm hiểu và có thể nhanh một chút kiếm rễ cho mẹ em. Từ 22 tháng 5, Bạn Muốn Hẹn Hò thay đổi giờ phát sóng với khung giờ mới là 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và YouTube MCV Media. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Để tay vào nút bấm nha các bạn. Bấm nút là trao duyên với nhau nha các bạn. Chứ phải bấm nút để mình hẹn nhau mình uống cà phê bình thường. Chúng ta bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. 1 2 3 hết thời gian. À. Chúc mừng. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, đứng đây. Nắm tay nhau đi, các bạn đã bấm nút hẹn hò rồi đó. Em xin phép được tặng thêm một món quà cho bạn. À. Và, hy vọng hy vọng em sẽ thích món quà này. Anh chờ ngày này rất là lâu rồi. Anh chờ ngày này lâu quá. Anh rối quá, làm chúng tôi rối theo. Trời ơi, một cái món quà mà thực sự luôn á, giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow! Wow! Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow! Wow! Trời ơi, rất hợp với áo em luôn á. Tuyệt vời. Wow! Trời ơi, nói cảm xúc liền cho nó, cảm xúc liền đi. Cảm giác sao em? Sao cảm xúc sao nè? Thật sự là em rất là, em quá bất ngờ về cái món quà của bạn Nam tặng. Cái món quà này của anh nó đối với em nó quá là ý nghĩa. Thì cái nhẫn này là nó còn biểu hiện nhiều cái nữa, nên là em tạm thời em chưa dám đeo, em sẽ giữ. Và nếu như đến một lúc nào đó mối quan hệ của em và anh tiến xa hơn được, anh hiểu, thì em sẽ đeo nó, chính thức đeo nó. Đẹp lắm. Cứ cố giữ lấy những cái cảm xúc thế này. Và hai đứa làm sao hiểu nhau nhiều hơn, để những cảm xúc này thăng hoa, đi đến một hạnh phúc trọn vẹn. Điều đó cũng là điều mà cả gia đình và tất cả mọi người mong muốn nha. Trời ơi, chàng trai bên kia đi công tác một cái là 4-5 tháng. Lần đó tôi đang lo lắng quá nè. 4-5 tháng nhưng mà ta về nhà cũng 4-5 tháng luôn. Khuyết điểm của em thì về nữ công gia chánh thì em dịu liệt. Dịu liệt. Vâng. Còn gì nữa không? Về ngoại hình thì bạn Nam cũng dễ nhìn. Em thích đẹp trai, ai mà không thích đẹp chứ. Đúng đối tượng luôn rồi đó. Do dự một cái là chị bấm nút liền hả? Chị nói thiệt. Chị bất chấp á. Chị lái máy bay liền hả? Thiệt. Cô đơn đó với những người mà chưa biết yêu như em là sẽ cần lắm đó. Rồi, bây giờ là... Chị nghĩ cho kỹ nha. Mời đi em trai. Mời nhà gái. Đưa chị là anh đây. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, con chào chú Linh. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nữ tham gia chương trình. Chào tất cả các quý khán giả. Con tên là Nguyễn Ba Long. Năm nay 27 tuổi. Hiện đang là sĩ quan tàu biển. Rất vui được tham gia chương trình ngày hôm nay. Ba Long làm sĩ quan tàu biển hả? Là tức là mình là quản lý tàu hay là sao? Không, con đang làm công tác là điều khiển những cái thiết bị trên tàu. À, kỹ thuật rồi đó hả? Dạ đúng rồi. À, mình đi tàu ở đâu? Dạ đi các nước ở châu Á, châu Âu. Thì con suốt ngày là trên tàu hả? Dạ vâng, một lần con đi công tác như vậy là tầm 4-5 tháng. Ôi. Rồi ở nhà được mấy tháng? Cái đó tùy mình. Nhiều khi mình về mình ở nhanh 2-3 tháng, hoặc là mình ở lâu hơn 4-5 tháng. Ừ. Tùy theo cái đăng ký của mình. Gia đình Long là ở đâu? Dạ hiện nay con đang ở bên Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Là ở với ai? Con ở với mẹ với em trai. À. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình đi cơ. Dạ em chào chị Ngọc Lan, em chào chú Linh và tất cả mọi người ạ. Em tên là Kim Ngân, năm nay em 25 tuổi. Đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng, quê quán em ở Bình Định ạ. Alo. Em đang ở quận mấy? Em đang ở quận 3. Trời ơi, chàng trai bên kia đi công tác một cái là 4-5 tháng. Lần đó tôi đang lo lắng quá nè. 4-5 tháng nhưng mà ta về nhà cũng 4-5 tháng luôn.
đâu phải là mình đi suốt một năm trời luôn đâu, đúng không Long? Dạ đúng rồi. Long, điểm mạnh điểm yếu của Long là gì? Cái điểm mạnh của con là như là trong mối quan hệ con biết quan tâm với đối phương. Đặc biệt là trong tình cảm. Tình cảm. Giống như là mình để ý từng cái chút một, ví dụ như từ đó có cái chuyện gì không hay gì đó mình nhìn qua mình biết, qua cái thái độ và cái cách nói chuyện hoặc là qua cái biểu hiện mình biết. Thôi, mà nhà gái. Ưu điểm của mình là gì cơ? Em là dân tài chính kế toán thì ưu điểm của em là nhạy về những con số, em tính toán nhanh. Em quản lý chi tiêu tốt và có thể đầu tư tiền nhàn rỗi vào những kênh có thể kiếm tiền thụ động. Tất nhiên là sẽ chịu rủi ro một phần nào đó. Và em là một người khá độc lập ạ. Em nói được làm được và em nhất quán giữa lời nói và hành động. Không có cái chuyện là cứ 2-3 tháng là nam sẽ chia tay đi, 2-3 tháng nghe chia tay đi. Với em thì chia tay là chia tay luôn, một đi không chứ cho lại. Chứ không có hù phải không? Đúng rồi. Rồi. Khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì về nữ công gia chánh thì em dữ liệt. Dữ liệt. Vâng. Với em cũng khá là hiền lành và rụt rè á. Nói chung là cái EQ của em hơi thấp nên em ứng xử với mọi người không có tinh tế lắm. Em không có rào trước đón sau, có cái gì thì em nói luôn. Trời ơi, cái đó là ưu điểm chứ sao khuyết điểm được. Long có mấy mối tình hả Long? Từ đó tới giờ chính thức là 3 mối tình. Chính thức 3 mối tình hả? Trời ơi, ổng đi biển 4-5 tháng không mới về 1 lần mà ổng 3 mối tình rồi đó. Đó. Không, không, thời đại học. Đại học là 2. Mối tình nào sâu đậm nhất? Mối tình gần đây nhất. Mấy năm? Chính thức là 1 năm. Chính thức 1 năm. À, nhưng sao chia tay? Nói chung là giống như là con nhìn hai đứa có một vài cái điểm để về sau này về cưới á, thì ở chung với nhau nó sẽ không có hợp. Chứ có khi nào bạn gái nó là Long đi nhiều quá không có quan tâm chăm sóc bạn gái không? Không, không có. Cái không có đúng không? Là không có. Mình đi mình vẫn quan tâm chăm sóc đúng không? Là con cái chuyện đó cũng biết nên à. Con cũng tâm lý cái chuyện đó nên không có vấn đề với bạn gái về cái chuyện đó. Rồi, 3 mối tình đó, bên kia thì sao? Rồi, tình trường của mình sao nè? Tình trường của em thì chỉ là quen biết thôi chứ em cũng chưa có mở lòng hẳn với ai nên em chưa biết cảm giác, chưa có ai mang lại cái cảm giác yêu thật sự cho em. Tức là em chỉ mới tìm hiểu thôi rồi em chia tay, không hợp là chia tay luôn. Vâng. À, chưa gắn kết với ai hết. Dạ, tại vì em cũng khó hay khó mở lòng. Khó làm sao, nói chị nghe coi. Em khó chia sẻ, khó mở lòng, em sống khá là riêng tư. Ừ, mình có bồ mình phải chia sẻ với bồ mình chứ. Mình muốn bồ mình chia sẻ mọi chuyện với mình thì mình phải chia sẻ với người ta chứ. Vậy nên em cần một người tâm lý và kiên nhẫn, có nhiều câu chuyện để em dễ cởi lòng mở lòng hơn. À, tức là muốn em mở lòng thì người ta phải khui. Vâng. Đúng không? Tiêu chí còn gì nữa không? Về ngoại hình thì bạn nam cũng dễ nhìn. Em thích đẹp trai, ai mà không thích đẹp chứ. Vâng, cao 1m7, có tập thể dục. Khỏe khoắn, em thích người ốm mập cũng được nhưng mà khỏe khoắn thì được. Dân đi biển là khỏe lắm. Vâng, có tí thông minh, hiểu biết nhiều. Để có cái gì đó em thắc mắc trong cuộc sống thì anh em có thể giải đáp cho em. Có điều gì em không thích ở đàn ông? Em không thích người hút thuốc, gia trưởng, keo, nói nhiều nữa. Rồi, chị sẽ qua chị nghía nhà trai coi làm sao. Chào anh siêu, chỗ đẹp trai quá. Chỗ đẹp trai quá. Em muốn mở rào ra em qua em bấm nút luôn không? Trai lắm. Khỏe hả chị? Đẹp trai, dân biển mạnh khỏe lắm. Tiêu chuẩn này đưa qua đây đáp ứng được gần như nhà hết á. Còn anh trai không? Nhà không, em là anh lớn nhất. Anh lớn nhất hả? Vậy thôi. Còn hai mấy anh em nữa. Thôi em thì nhỏ quá. Có hút thuốc không? Dạ không, không hút thuốc. Có gia trưởng không? Không, cái đó là không. Có keo không? Không, em thoải mái, tính em thoải mái. Ủa sao cái gì cũng tốt hết trơn vậy? Không, không có, mình cũng có khuyết điểm. Thì ví dụ nhiều khi trong quá trình mà quen nhau có mâu thuẫn, đôi khi mình cũng không có kiên nhẫn lắm. Ví dụ như mâu thuẫn nó chưa giải quyết cứ để đó, thôi kệ. Thì một mâu thuẫn khác nó xảy ra, ví dụ vậy, mình không có đủ kiên nhẫn để mình giải quyết nó triệt để cái mâu thuẫn. Bên kia người ta thích nghe lắm đó. Cơ bản là hai bạn. Nói chung là điều chỉnh cái lúc mà mâu thuẫn. Đúng rồi. Em đã trải qua 3 mối tình rồi thì chị nghĩ là em biết cái gì em cần làm ở cái mối tình kế tiếp này, đúng không? Trời đẹp trai quá. Mời qua, nhà gái tôi rất đẹp ạ. À. Tôi khen là tôi khen vậy thôi. Ây, nhà trai tôi phải chậm chút xíu chứ. Trời ơi trời. Dạ, xin chào chú em lên ạ. Dễ thương, sáng như trăng rằm á. Một cô gái xinh xắn ha.
tươi thắn, nhìn rất là có duyên luôn. Bây giờ nãy giờ nghe chàng trai bên kia thấy chị Lan chỉ khen quá trời đất rồi. Dạ. Thật khỏe rồi ha, đúng đối tượng luôn rồi đó. Do dự cái là chị bấm nút liền hả chị nói chị bất chấp á. Chị lái máy bay liền hả? Thiệt. Chị thấy là đi mà 4 năm tháng vậy là hợp với chị lắm. Chị tranh thủ lúc đó chị đi quay phim mà cũng bận điện vậy. 4 năm tháng buồn lắm đó, thiếu sự quan tâm chăm sóc là cũng mệt lắm á. Thôi. Cô đơn đó với những người mà chưa biết yêu như em là sẽ cần lắm đó. Thôi bây giờ suy là nghĩ cho kỹ nha. Mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ hôm nay em đi một mình ạ. Một mình. Để chị Lan lo, đi với ai cưng? Dạ em đi với mẹ với em trai. Có mẹ. Nhìn hình nền là biết rồi ha, nhìn hình nền là đoán được rồi. Thôi thêm trai chưa? Con chào cô. Kính chào Quyền Linh, tài năng. À cô Ngọc Lan là xinh đẹp. Dạ con chào cô. Kính chào quý vị khán giả ở đây. Thì theo mẹ nhìn thấy á thì bé này nhìn thấy cũng xinh xắn thật thà. Thì nếu mà hai con á, thấy có cảm tình duyên nợ thì bấm nút. Thì theo ý mẹ thì mẹ được đó. Lòng con của cô á, nó đi xa chút đỉnh thôi, chứ còn một thời gian thì nó cũng sẽ làm tại thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải đi làm xa hoài. Long thì sống rất là tình cảm, thật thà, hút thuốc, uống rượu thì không có. Cô rèn nó rất là tốt, nó biết rửa chén nấu cơm nữa. Cho nên về việc đó con cứ yên tâm. Nếu mà con cảm thấy mà đủ duyên á, thì hai đứa bấm nút cho nhau cơ hội. Dạ, rồi cảm ơn nhà trai. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Mở rào. Dạ em cảm ơn, em có muốn tặng anh. Cảm ơn em nha. Em chào anh ạ. Chào Ngân, hồi nãy anh có nghe em nói đó thì nói chung là cái em đang ở quận 3 đúng không? Nói chung là về cái địa lý thì cũng khoảng cách qua lại thì cũng gần nhà anh, không vấn đề. Anh là người thành phố Hồ Chí Minh hả? Tại nãy em nghe không có rõ. Anh ở thành phố luôn, anh sinh ra ở đây luôn. À vâng. Thì nói chung nãy giờ nghe giọng em cũng nhỏ nhẹ. Nói chung là anh thích con gái nói chuyện nhỏ nhẹ, vui vẻ và thoải mái vậy. Thế anh đi biển đó kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi anh? Anh tốt nghiệp 2018, tới giờ là cũng 3 năm mấy. Thế trong 3 năm đó anh có trải qua cái thất bại nào không? Có, cũng có. Thất bại trong tình cảm nè. Thứ hai là công việc mình cũng có những cái khó khăn ban đầu. Thế anh giải quyết cái đương đầu với thất bại đó như thế nào? Ví dụ như công việc đi, lúc đầu cũng khó khăn đấy. Anh cũng cái thời điểm mới lên tàu thì anh cũng say sóng này, cũng mệt. Lúc đó mình không có khỏe như bây giờ mình yếu hơn. Thì lúc đó mình cũng có những cái toán lên đầu mình muốn đổi cái nghề khác. Nhưng mà thời gian sau thì anh điều chỉnh lại cái anh làm tới giờ. Nói chung nghề anh thì cũng có cái sóng gió khó khăn. Anh trải qua được mấy cái đó thì cuộc sống nó cũng giúp cho anh cái tính cách anh nó mạnh mẽ hơn. Nãy anh cũng chia sẻ là đi khoảng 4 năm tháng thì nó cũng... Nói chung là cái nghề anh cái thời gian nó hơi đặc thù. Hơi kén cái đối tượng nữ một tí. Thì nếu như mà anh với em có duyên mà mình làm quen được á, thì chuyện hôn nhân thì ví dụ 6 tháng đổ lại thôi. Nếu như tìm hiểu mà nhiều cái hợp để sống với nhau vợ chồng thì có thể là trong vòng nửa năm thì có thể kết hôn. Còn nếu như mình muốn tìm hiểu thêm thì có thể 1 năm hoặc là hơn 1 năm không vấn đề. Bây giờ hẹn hò làm sao nè, hai đứa tính đi. Bạn này đang trong thời gian nghỉ đúng không? Dạ đúng, em đang nghỉ. Em còn nghỉ được bao lâu? Chắc tầm khoảng tháng rưỡi nữa. Vậy thì trong vòng 1 tháng rưỡi đó hãy ráo riết, siết sao, chạy thật nhanh để rút ngắn cái khoảng thời gian hẹn hò lại, bù đắp cho cái khoảng thời gian sau 1 tháng rưỡi là em sẽ phải đi đó. Dạ vâng. Nói chung là em là 25 đúng không? Anh 27, anh cũng lớn hơn em. Nói chung là với lại thứ hai là anh cũng có trải qua cái những cái mối tình trước. Anh cũng có đúc kết nhiều kinh nghiệm cho mình về cái vấn đề quen nhau. Nếu như mà sau chương trình này mình có duyên mình quen nhau thì anh sẽ thể hiện cái tình cảm của mình với lại quan tâm em là nó nhanh nhất có thể. Nó không còn trẻ tuổi như ngày xưa nên mình không mất thời gian cho những cái chuyện lặt vặt nữa. Cô gái này chưa yêu. Không, chưa yêu thì em cũng có cách. Em phải có cách. Đúng rồi, cô gái này tìm hiểu mấy người thôi chứ cũng chưa tình cảm gì với ai hết. Giờ là có chương trình dạy yêu đó. Đó. Long cố gắng dạy yêu nha. Rồi bây giờ Long tới hát bài tặng cô gái đi. Dạ, đến chương trình thì xin anh tặng em bài hát tiếng Anh. Tên bài hát là I Lay My Love On You. Tiếng Việt dịch nôm na là anh dành trọn cái tình cảm này cho em. Bước tới nắm tay cô gái đi Long. Đó.
nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà hát. I lay my love on you, it's all I want I do. Every time I kiss, I feel brand new. You open up my heart, show me all your love, walk right through. As I lay my love on you, as I lay my love on you. Nói chung là gặp em lần đầu thì anh cũng có cái ấn tượng về cái ngoại hình của em, cũng xinh xắn dễ thương. Anh đi làm thì nhiều khi cái công việc ảnh hưởng tính cách của anh chút xíu, nhiều khi mình nói chuyện nó hơi nghiêm túc, nhưng mà khi mà trao đổi với nhau rồi đó thì nói chung là anh sẽ có những cái lúc ngọt ngào khác nhau như vậy. Giờ hai bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ và quyết định, và phải có trách nhiệm với quyết định của mình nha. Bây giờ thì chị Ngọc Lan sẽ đếm và hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Rồi, chúc mừng. Bây giờ... Trời ơi, bắt tay giống như đối tác vậy. Nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau. Tay này. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Thôi em đem với em đó, đó, ừ đó, vậy đi. Cảm giác sao lòng? Em thấy cũng buồn. Gặp em thì lâu rồi, cũng 1.5 năm thôi. Anh mới có dịp, có cơ hội để anh quen lại một cái người mới. Dạ, lo ngại em rất nặng. Các bạn ấy nhìn cô gái rất là trìu mến nha mọi người. Hai bạn phải cố gắng thật nhiều. Chàng trai này hãy cố gắng cái khoảng thời gian mà mình được nghỉ công tác, mình sẽ bù đắp cho bạn gái trong cái khoảng thời gian mà mình đi. Còn cô gái, em chưa có kinh nghiệm trong cái vấn đề yêu đương, nhưng mà chị nghĩ tất cả những cái đó không cần phải học. Nó phải diễn ra một cách thật là tự nhiên. Và em nghĩ cái gì em phải nói cái đó. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có cái giới hạn, có cái mức độ của nó. Mình cũng đừng quá mạnh mẽ, hãy nhõng nhẽo, hãy yếu đuối đúng lúc. Nghe không? Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Dễ thương quá, cái cặp này đẹp quá mọi người ơi. Đây là những phần quà dành cho các bạn, hạnh phúc. Chúc mừng hai bạn. Dạ. Nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi, nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó. Nên xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. Quan tâm nhau xíu, lại là chân thành, tôn trọng nhau là được rồi. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là... Em tên là Mai Xuân Vương, em năm nay 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở huyện Ngài Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Em hiện đang sống và làm việc tại huyện Bình Đại của tỉnh Bến Tre. Nghề nghiệp của em là em đang kinh doanh một phòng game. Rồi, bên đây chúng ta giới thiệu về bản thân nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, dạ, chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Thiên Trang, năm nay là em 27 tuổi. Em thì quê em là ở Đồng Tháp, nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên kinh doanh bất động sản. Vậy là em làm ở quận mấy vậy? Dạ hiện tại em đang làm việc ở quận Bình Thạnh ạ. Ai là yêu xa rồi. Dạ không, đi chút xíu tới à, Bến Tre cũng gần mà. Ba tiếng rưỡi. Chị nói hạ hồi phân giải đi ha. Bây giờ mình nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em rất là vui vẻ, lúc nào mình cũng nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tích cực nhất. Còn điểm yếu của em thì nhiều lắm, nhưng mà nhất là lười, hay quên, với lại là nóng tính. Nóng cỡ nào? Dạ thì kiểu như là ai mà làm gì mà kiểu em thấy hơi khó chịu hay là em bị chèn ép là em bung luôn, giống như là khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Rồi còn em trai. Em thì điểm mạnh của em thì em biết nhường nhịn. Thì nếu như bạn gái bên kia mà nóng thì chắc chắn là em sẽ không nói gì. Nhưng mà khi nào bạn hết nóng thì có thể mình sẽ nói chuyện sau. Em thì có cái tính là hay cho người ta mượn tiền. Thì em không bao giờ đòi. Để chút trước khi về gặp anh nhanh mượn mới nha. Trời ơi, Linh ơi, tôi đang tính nói á, phát cái số này ra xong là em nhận được 1.000 cuộc mượn tiền đó em ơi. Bây giờ thì đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi.
Em thì trước giờ là em có 3 mối tình chính thức, nhưng mà cái mối tình cuối cùng của em là nó cách đây khoảng cũng hơn 2 năm rồi á. Quen được mấy năm? Dạ, quen được 3 năm. Nhưng mà tại vì là nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi, nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó nên là phản đối. Còn em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì 2 mối tình, một mối tình thời sinh viên thôi. Ô, bỏ qua mối tình sinh viên, mối tình mới đây nè, mối tình lúc nào? Mới thì cũng lâu lắm rồi anh, nó cũng khoảng 5 năm rồi. Yêu nhau mấy năm? Yêu cũng được 1 năm thôi. Chào cưng. Dạ. Trời ơi, cao to lực lưỡng vậy á, mà ở không lâu vậy luôn á hả cưng? Con gái Bến Tre rất đẹp, lý do gì mà em ở không? Em không hiểu tại sao nhưng mà em ở đó 3 năm nhưng mà chưa tán được cô nào. Rồi bây giờ em mơ ước là cái người phụ nữ của em phải như thế nào nè? Nói chung là nhìn dễ thương một chút là được thôi. Dáng thì em không quan trọng lắm. Nói chung là lùn hay cao, em cao sẵn thì họ cao thì nó cũng xứng, nhưng mà lùn cũng được, không sao. Bây giờ nè bạn nam, em thích cái hình mẫu lý tưởng nào nè? Em thì em hâm mộ chị Mỹ Tâm. Thì hình mẫu lý tưởng của em chắc là cũng giống chị Mỹ Tâm. Rồi để qua coi có giống Mỹ Tâm không? Cho tôi coi chút ra bà mối. Dạ em chào anh. Ừ, chào em, dễ thương hả? Nhưng mà anh ở Bình Đại xa quá, em có cảm giác là yêu xa vậy, có lo lắng gì không? Dạ thì cũng tùy theo cái niềm tin bạn đó trao cho em thôi. À. Dạ, với lại là xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em thì em không thích ít tóc. Ít tóc. Với lại là đừng có hút thuốc nhiều quá là được. Kiểu hút thuốc ít ít cũng được, xả dao cũng được mà đừng hút nhiều quá. Không? Em thì không hút thuốc. Rồi em có cái hình mẫu lý tưởng nào giống như bạn bên kia không, thích Mỹ Tâm mà em thích giống ai nè? Dạ em thì cũng đơn giản thôi chị. Tại vì em cũng hơi khá là cao á. Em tới 1m63. Dạ thì em muốn cái bạn nam của em phải cao 1m74 trở lên. Ôi em yên tâm, cái đó là chị bao luôn. Bao dạ. Luôn. Có cái hình mẫu nào mà giống nghệ sĩ nào không? Em thích anh Tú, gương mặt nhìn thiện cảm này kia là được. Anh này cũng thiện cảm, thấy rất là được, vui. Cầu được ước thấy đó, cái cặp này bữa nay là tôi thấy là cầu được ước thấy. Ừ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với anh, với chị của em cũng là cấp trên của em luôn. Rồi cho mình gặp đại diện đàn gái đi. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Và chào tất cả các anh chị đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ em xin giới thiệu, em là Phí Nhật Thành, là anh trai cũng như là cấp trên của bạn Thiên Trang. Em thấy sao bạn trai bên đây có hợp gì với em gái em không? Dạ nói chung là nhìn về cái bên ngoài thì rất là hòa hợp. Không, good. Dạ và tính cách thì nó có những cái nét mà em cảm nhận đó là có cái sự bù trừ cho nhau. Thì hai bạn nên như thế nào có thể là mở ra những cái cuộc nói chuyện, chúng ta sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Mọi mối quan hệ nó đều xuất phát từ những người xa lạ mà. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với anh rể và hai chị gái ạ. Dạ. Rồi chào, chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh và quý vị khán giả trường quay. Và chào gia đình nhà bên đàn gái. Em là Đỗ Ngọc Hà, anh rể của Vương. Theo em thì nó rất hèn, chịu khó làm ăn. Em có cái thì trong tháng nào thì nó trước đám đông thì hơi nhút nhát, có lại thôi. Còn theo em thì đánh giá về em gái bên này thì thấy em rất vui, vẻ hòa đồng, dễ thương. Nếu mà hai em cứ mở lòng ra cho nhau một cơ hội, sau chương trình này em mong sao hai em đi xa hơn. Rồi, à, trời ơi, cảm ơn anh. Thôi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Bắt đầu một mối quan hệ mới đó Vương. Dạ, em chào anh. Hôm nay là một quyển sách ngày mới. Mong rằng ngày nào em cũng vui tươi và đẹp đẽ. Dạ. Và tràn đầy và kẹo dừa đặc sản của Bến Tre, đặc sản của Bến Tre. Dạ, rồi. Và một cái móc chìa khóa. Em thích uống cà phê. Dạ tại vì là em đã đọc qua cái quyển sách này rồi thì em thấy nó rất là ý nghĩa và cái nội dung, cái cách viết văn rất là dí dỏm, em thích nên là em cũng muốn chia sẻ với anh. Cảm ơn em. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ em nhìn thấy anh rất là kiểu hiền, cũng thiện cảm, với lại là cũng rất là biết gu ăn mặc.
Anh là có thường hay lên Sài Gòn chơi không? Cũng không thường lên lắm, tại vì ở đây nó cũng lâu lâu bạn bè rủ lên thôi. Nhưng mà nếu mà có một lý do nào đó thì anh sẽ lên thường xuyên hơn. Dạ, vậy theo anh nghĩ thì nếu như mà hai đứa mình tìm hiểu nhau á, thì anh sẽ định bao lâu thì sẽ lên Sài Gòn với em? Khoảng cứ một tuần thì lên cũng được. Anh định là anh sẽ lập nghiệp ở dưới luôn, hay là có định mai mốt mình mở thêm cái chi nhánh nào ở Sài Gòn không? Thì nếu mà mình có tiền thì chắc chắn anh sẽ mở chi nhánh. Được á, anh mở đi, có gì em quản lý cho. Có gì em quản lý cho. Em á thì em không biết, kiểu em thích ăn, sở thích của em là em thích ăn, nhưng mà em không biết nấu ăn. Anh thì cũng biết nấu một chút, nói chung là có thể anh sẽ dạy em. Ok, vậy là phần này là gì qua nè. Rồi hay quên nữa, kiểu như là giờ nhiều khi em ngồi đây em nói chuyện với anh, chứ lấy hồi xuống hỏi anh tên gì em không nhớ. Thì anh nhắc lại. Rồi còn lười nữa, em kiểu như là do là em cũng sống một mình á, ở trên đây nè, em sống ở Sài Gòn một mình cũng gần 10 năm rồi. Thành ra là cũng không có làm cái gì nhiều á, nên là đôi khi lười lắm. Anh nghĩ em sống một mình độc thân thì những cái vấn đề đó em phải biết nhiều hơn chứ. Dạ, kiểu như sống một mình không ai đốc thúc á, không ai quản lý, không ai bắt làm gì hết, nên là nhiều khi giặt quần áo em bỏ vô máy giặt, em giặt xong rồi em để 2-3 ngày sau em mới phơi. Thì em cứ bấm đi anh phơi cho. Em cứ bấm đi anh phơi cho. Đúng rồi. Thì bạn bị cái hay quên á, giặt đồ xong rồi không nhớ là mình giặt đồ rồi. Nó có liên quan với nhau á chị. Ừ, bởi vậy. Em hỏi anh một câu cuối nữa thôi, là kiểu anh yêu á là anh sẽ như thế nào, hay là anh muốn cái người yêu của anh là sẽ như thế nào trong tình yêu? Trong tình yêu thì anh nghĩ là cho nhau một khoảng thời không gian riêng một chút thì có vẻ thích hợp hơn. Không nên gò bó nhau quá. Dạ vâng, nghĩa là yêu nhau nhưng mà vẫn phải tôn trọng những cái không gian riêng của nhau, đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ, em thì em cũng như vậy, em thích kiểu quan tâm nhau xíu, lại là chân thành tôn trọng nhau là được rồi. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là... Dạ. Khoảng bao lâu tụi em có thể kết hôn ấy, khoảng bao lâu? Em nghĩ thì đối với em thì khoảng năm sau là được. Em thì sao? Em cũng vậy luôn. Rồi bây giờ bạn trai bước tới, có thể là nắm tay cô gái và hát tặng một bài hát nào đó, rồi bên kia đối đáp lại để đúng mình rồi. Giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Ta thích Mỹ Tâm đó, em hát cái bài nào của Mỹ Tâm coi. Đúng rồi. Nhà thì em cũng nghe, cũng học nhiều thuộc quen lắm, mà lên đây run cũng quên hết lời. Thôi để em hát tặng anh với lại là mọi người một bài hát nha. Nắm tay giữ lấy tay nhau, đừng có buông ra. Dạ không anh ơi, tại vì cái này là em hát là em có diễn luôn á, nên là dạ. Nói chung là cái tài năng của em là làm cho mọi người vui á anh chị. Dạ. Tốt mà. Em sẽ hát bài búp bê con trai nha. Na 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 na, búp bê con trai. Một ngày khi vui em đùa em mong, phải chi là con trai thì hay biết bao nhiêu điều. Chẳng cần make up, chẳng cần vuốt tóc, và không còn ai gọi em tên là búp bê. Rồi một hôm kia, ôi thật choáng váng, là khi nhìn trong gương và trông thấy ai ô kìa. Một thằng con trai đang cười với em. Trời ơi búp bê đẹp xinh này còn đâu. Dạ thôi vậy được rồi. Hát bài của Thanh Thảo ha. Đúng là em có khả năng làm cho đám đông vui lên. Nào, em trai. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều, mình lấy nhau đi, để đêm đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, không bao giờ buông, mình yêu như chưa từng yêu. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Chúng ta đã trao đổi rất nhiều chuyện ha. Bây giờ đã đến lúc chúng ta quyết định bằng nút bấm xem nửa bánh ghép này có phải là nửa bánh ghép của cuộc đời mình hay không. Đây là người mình cần bấm nút hay không. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3
Chúc mừng hai bạn. Đó, chính thức hai bạn có thể nắm tay nhau được rồi. Sẵn rồi, xin hôn cái hôm đầu tiên luôn. Cho anh hôn em một cái được không? Đó, ừ. Thấy chưa, tội nghiệp không? Con mình không có bồ, phải nuôi chó cho đỡ buồn. Thôi được rồi đó. Có yêu động vật không? Nói chung là chơi với động vật một chút thì được. Nhưng mà em thì... Hy vọng là bạn gái tránh càng tốt. Còn nếu không tránh thì cũng chấp nhận thôi. Mình nếu mà yêu nên thích rồi thì cũng không quan trọng rồi. Ngoài trắng ra còn yêu cầu gì nữa không? Giống như em ốm thì đối phương ốm cũng càng tốt. Mình ốm rồi mình kiếm người do có da có thịt chút chứ. Không? Nắm hai tay nhìn thẳng mắt nhau. Nắm hai tay tên kia nữa. Tôi làm mai mối tôi còn ngày giữ chó nữa thấy chưa? Mời nhà trai. Thôi đi em trai. Mời nhà gái. Dạ em. Mình giới thiệu về mình luôn đi em gái. Dạ em tên là Nguyễn Vũ Minh Nguyệt. Em năm nay 28 tuổi. Hiện tại em là giảng viên trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Rồi, nhà trai như thế nào nè? Em trai giới thiệu về mình. Dạ, đi. Xin chào. Xin chào chú Quyền Linh, xin chào chị Ngạch Lan, xin chào bạn nữ cơ bên. Em tên là Trương Mạnh Hổ. Cái tên thì nó nghe hơi độc, nó hơi... Trương Mạnh gì? Mạnh Hổ, cọp thay Trương Mạnh Hổ hả? Là Trương Mạnh Cọp đó hả? Trời ơi, tên lạ đó. Em làm nhân viên xét nghiệm bệnh viện ở quận 5. Là cụ thể làm gì? Làm bên mảng xét nghiệm ung thư á. Hình... Xét nghiệm thôi đúng không? Giống như sinh thiết đó. Ừ, sinh thiết là đi giám định đó. Rồi. Nãy chị mới chừng, nói xong. Coi chừng, cẩn thận. Hả? Sao vậy? Đừng rồi bao nhiêu lần hồi hộp chưa qua được hả? Chưa qua được. Vậy đâu thôi đi về nghe. Qua được qua không? Qua nó la sùm nó mệt lắm. Nó không thích người lạ. Không thích người nào lạ lên đây chứ. Ở bên đây có đứa nó không thích người lạ. Bây giờ có qua được không? Chưa được, qua nó la đó. Trời ơi, kinh khủng quá. Từ từ nha con. Từ từ con. Nhà mình có người lạ qua con đừng có la lối sùm nha. Quay qua đây cho người ta nhìn cái coi nè. Trời ơi, con mặt nó thấy ghét không? Nằm im đó nha con. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em chịu đựng được giỏi, giống em không đám tính. Nhiều khi giống nhiều khi tờ sập xuống cũng đám tính. Kiểu không đám tính chịu đựng giỏi. Đúng rồi, chịu đựng. Đây là tính tốt quá. Chịu cực chịu khó chứ làm em làm từ sáng làm việc từ sáng tối thấy bình thường không thấy mệt. Nhưng kiểu mà ham làm. Ham làm. Đúng rồi. Điểm yếu của em thì em nấu ăn chung là chưa có ngon, hơi lười nấu á, tại vì ở một mình á. Ở mình đâu, mình thấy ở hai mình đó. Rồi chung em sống thiên về cảm xúc á, tình cảm á, nên nhiều khi em giống em xem một cái clip nào đó cảm động thì em giống em khóc. Không nhiều cả cảm xúc, có cảm xúc. Rồi em đi làm em để nó nhà ai lo? Thì đúng rồi, mình bảo nó ở chuồng thôi chứ tối về lo thôi chứ ai lo nữa. Ở mình buồn không em? Thì giống bây giờ mình không có bồ thì mình ở mình nuôi chó thôi chứ. Muốn có bồ bỏ chó nuôi bồ hả? Thấy chưa, tội nghiệp không? Con mình không có bồ phải nuôi chó cho đỡ buồn. Thôi được rồi đó, bây giờ mời bà mối qua đi, ôm nó cẩn thận vô coi cho nó quay mặt qua nhìn cho để nó thấy người lạ la ầm sùm tò mò dễ sợ luôn á. Chào em. Trời ơi. Dễ thương quá à. Chừng nó la ầm sùm đó nha. Trời ơi thấy ghét mà áo đầm nè, áo đầm có cái nơ nữa nha, có tẻ là đủ. Trời ơi trời, tả rồi luôn nữa. Kỹ gì kiểu này mốt chăm vợ gọn gàng. Thì tối nó ngủ với ai? Thì ngủ chung. Ngủ chung với em luôn hả? Giờ mai mốt có bồ rồi ai ngủ với em? Dạ, giống như mình ngủ buồn á, cho nên nói đỡ buồn. Trời ơi, tôi thương không? Nói chứ có người yêu có vợ cũng phải chăm sóc đó nha, chờ để nó buồn nha. Nó buồn, mặt đang buồn rồi kìa, mặt hoang mang hẳn luôn á. Rồi qua đây mình hỏi ưu điểm khuyết điểm nhà gái nè. Ưu điểm của em là gì? Năng động, nhanh nhẹn. Thường thì có thời gian rảnh thì em vẫn sẽ kiếm những cái việc làm thêm để em làm thêm. Cuối tuần thì em hay dành thời gian cho gia đình hơn. À, dạ. Dễ thương quá, còn khuyết điểm? Ngoài ưu điểm ra chắc đa phần là khuyết điểm. Là gì? Ví dụ như em khá là nhanh nhẹn thì kèm theo cái đó thì khá là nóng tính. Nhưng mà chuyện gì giải quyết xong rồi thì sẽ cho qua chứ không có để bụng. Nấu ăn? Nấu ăn thì ở trong gia đình thì nấu tệ nhất. Nhưng mà đi với bạn bè thì trộm vía tụi nó cũng ăn được. Và tụi nó cũng kêu nấu thêm lần tiếp nữa. Nó cũng khen đúng không? Nói chung là cũng được đó. Dạ cũng tạm thôi. Rồi cái gì nữa không? Có yêu động vật không?
nói chung là chơi với động vật một chút thì được, nhưng mà em thì nếu mà em chơi với động vật nhiều thì em sẽ bị buổi tối em sẽ dị ứng, nên là em không có nuôi bất cứ con gì hết. Trời ơi. Rồi phải chia tay với bạn này rồi. Con ơi, con biết số phận của con rồi đó con. Nếu hôm nay mà chủ con có người yêu là con mệt rồi đó con. Chủ con mà thành công tốt đẹp là cuộc đời con bế tắc bao nhiêu mối tình rồi. Trước 27 tuổi thì em chưa ổn định nên em chưa có nắm tay ai luôn. Trước 27 tuổi thì là Trang nghĩ trắng luôn. Chị nghĩ trắng luôn hả? Còn sau 27 tuổi thì mới có mối tình đầu tiên. Mối tình đầu tiên cũng sinh viên y năm 3. Ừ, sau đó là quen xong rồi bạn nó ra trường, xong bạn về tính làm hai bên cũng không có hợp nên cũng dừng lại từ đó luôn. Là có một mối tình một? Không, đó là mối tình đầu tiên. Còn mối tình thứ hai với thứ ba là cả mấy tháng à, mọi mối tình kéo dài cả vài tháng. Sao hả? Nói chung là đối phương họ kêu gần giống như gọi là gần giống như là bị cắm sừng đi vậy đó. Nhưng mà có khi nào mà đang chuẩn bị tới giờ hẹn rồi cái bà nhỏ này bả bệnh rồi cái mình bỏ hẹn mình ở nhà mình chăm bả không? Thực ra không ảnh hưởng, nhưng mà lúc đó mình sẽ phải thay đổi lối sống của mình lại. Đúng rồi, phải thay đổi nha. Ok, anh Quang coi nhà gái sao. Rồi chào em gái. Chàng trai bên đây rất là dễ thương ha, con nuôi một con cún cũng dễ thương nữa. À, em có mấy mối tình rồi? Dạ con thì có một mối tình. Sao chia tay? Dạ lúc đó thì cũng tiến được xa xa rồi thì lúc đó nhận ra thì không có phù hợp để tiến tới nữa nên là dừng lại. Vậy thôi đó hả? Đơn giản vậy đó hả? Em có cái yêu cầu gì mà khiến cho cái người đối phương của em không đáp ứng được rồi em cảm thấy là nó không hợp? Em nghĩ là có những cái thì sẽ có thể chấp nhận thay đổi được, nhưng mà ví dụ như em thì cũng phải đi học khá là nhiều, cũng như là em cũng yêu thích nghề của mình, nhưng mà mong muốn em ở nhà và không có đi làm thì chuyện đó em sẽ không chịu, không có làm được. Đúng rồi, phải đi làm đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Em thì mong muốn có một người yêu thì quan trọng nhất là trong một mối quan hệ thì mình tôn trọng lẫn nhau. Bạn nam thì sẽ không hút thuốc lá. Bên kia chắc hỏi không có rồi. Có hút thuốc không? Em chưa bao giờ mà đụng cái điếu thuốc như nào, chưa biết mùi nó như nào. Hay quá. Như em chia sẻ thì công việc thì mình sẽ cùng nhau đi làm, thì về nhà công việc nhà thì mình cũng sẽ chia sẻ với nhau. Người ta hay nói là đồng vợ đồng chồng thì tát biển đông cũng cạn, nên chính vì vậy thì em muốn là những cái công việc thì mình sẽ chia sẻ cùng nhau. Bây giờ em trai nghe bên nhà gái yêu cầu vậy mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì giống như em thì công việc nhà mà khi mà em đã yêu rồi thì bạn gái cái cần ngồi đó, người vợ cần ngồi đó, không cần làm gì hết trơn. Trời ơi, con vậy ta. Khi mình yêu ra rồi thì mấy chuyện đó chuyện nhỏ. Trời ơi. Vậy là ngon rồi đó. Mẫu hình bạn gái của em thế nào? Em thì tại vì em cũng trắng nên em cũng hy vọng là bạn gái trắng càng tốt, còn nếu không trắng thì cũng chấp nhận thôi. Mình nếu mà yêu nên thích rồi thì cũng không quan trọng. Rồi cái ngoài trắng ra còn yêu cầu gì nữa không? Giống như em ốm thì đối phương ốm cũng càng tốt. Mình ốm rồi mình kiếm người do có da có thịt chút chứ. Không, trai đi với ai? Dạ em đi với bạn em làm cùng chỗ làm em. À rồi bạn cho ý kiến thế nào? Dạ em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Thì hôm nay thì em thấy cái bạn nữ hôm nay rất là hòa đồng, hoạt bát và rất là dễ thương, ăn nói thì lưu loát. Em nghĩ là nó là một mảnh ghép thiếu của bạn Hổ, tại vì bạn Hổ truyền đạt về cái cảm xúc và cách nói chuyện nó không có được rành mạch. Thì em nghĩ là bạn nữ này sẽ là một cái người dẫn dắt cho bạn. Dạ, em nghĩ sẽ là thôi. Cảm ơn em, hay quá. Cái tên của bạn Hổ nó ngược với con người của bạn Hổ luôn á. Nghe nó dữ dội lắm, nhưng khi nói chuyện nó ngược hoàn toàn luôn. Em đi với ai? Dạ em đi với cô của em và những người bạn. Cô và chú của em. Dạ chào cô chú, chào các bạn. Xin chào Quỳnh Linh và cô Ngọc Lan. Dạ chào cô. Tôi là bên nhà gái. Qua kinh nghiệm nhìn tiếp xúc với cháu thì xin hỏi là anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Dạ con, chào cô, con cũng sinh năm 1990 á, con 32 tuổi rồi. Dạ. Thì thấy qua tiếp xúc thì thấy cháu cũng được, đức hạnh thì được. Hai cháu thì cứ gặp nhau rồi gặp để nói chuyện để tìm hiểu. Nếu mà liên duyên được, qua chương trình liên duyên được là cái tốt. Thì cô cũng chúc hai cháu là thành công. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn qua chương trình nha. Dạ. Rồi còn chần chừ gì nữa, bây giờ thì chúng ta hãy mở rào. Rồi thả nó xuống qua đây đi, làm việc đi. Ở đây. Đúng rồi. Mình có món quà kem dưỡng da, mình chắc nó sẽ thích hợp làn da của bạn. Dạ thì em cũng có một cái món quà gửi, thì em khá là thích cái quyển sách này vì nó là một cái nguyên tắc sống, chấp nhận những cái khiếm khuyết để có một cái sống một cái cuộc đời an nhiên hơn. Thì hy vọng rằng là dù chỉ gì thì
cuộc sống cũng sẽ an duyên sẽ đến với anh. Dạ, cảm ơn mẹ. Đối với anh. Hồi nãy bạn giới thiệu làm ở đâu của mình chưa nghe rõ. Em hiện tại là giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, với lại em có ngồi phòng khám nhi. Phú mình cũng ép nhiều bác sĩ lắm, em không biết, nhiều khi cũng thấy ép bạn lên. Dạ thì cái đó thì em cũng không biết Facebook. Dạ thì nãy mình có nói khi mình yêu thì mình sẽ hết lòng quyền yêu thôi, kiểu mình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, nhưng bản thân mình chẳng sao được, cũng như là mình khi mình người mình thích thì mình không đỡ thiệt thòi vậy đó. Đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì giống như mình cũng muốn kiếm một người mà giống như họ xác định họ có cái tư tưởng có hôn lần đầu á, chứ đừng có kiếm mà quen xong tìm hiểu thôi, quen chơi thôi, thì nên mình mới tìm đến Bạn Muốn Hẹn Hò. Chứ mình sợ quen ở ngoài xong rồi họ không có tư tưởng rõ ràng, xong mà họ quen mình xong họ bỏ mình rồi mình lại mất thanh xuân của mình 32 tuổi rồi. Quan điểm của em thì cũng vậy, em quen là sẽ nghiêm túc chứ không có phải là quen rồi như thế này thế nọ. Thì thực sự ra thì chắc là tuổi này ai cũng sẽ nói là ế đó, nhưng mà đi giảng thì thật ra thì cũng có sinh viên này nọ, cũng có nhiều cái mối quan hệ đồng nghiệp, nhưng mà bản thân em thì đi nói chuyện vài lần mà nếu mà cảm thấy là không có bước tiếp được đó, thì em sẽ rất rõ ràng trong chuyện là mình sẽ đi tiếp hay là không, vì sẽ không có làm mất thời gian của nhau. Đúng rồi. Ai cũng lớn hết rồi. Bây giờ em trai tới nắm tay em gái đứng cạnh nhau nói chuyện cho nó thân mật xíu nào. Dìu bạn gái lên, nắm hai tay nhìn thẳng mắt nhau, nắm hai tay tay bên kia nữa. Tôi làm mai mối tôi đang giữ chó nè, thấy chưa? Tự nhiên dướng này đây không làm ăn gì được hết trơn. Mình khi yêu là mình luôn hết lòng, kiểu mình xem đối phương là trung tâm vũ trụ, là cả thế giới, kiểu mình không có, chứ bây giờ mình nghĩ là mình lừa dối hay một người nào đó. Bây giờ mình nhìn người ta mình nói chuyện đi, chứ nhìn qua cái bông rồi nhìn qua tôi chi. Xích đây nè, anh hỏi Hổ nè, muốn vợ chưa? Thì em 32 tuổi rồi, nhưng mà em cũng muốn có một, nhưng mà em khát khao có một đình. Em từ nhỏ là em sinh ra em đã không có cha, thì em giống em khát khao có một cái tình cảm, một gia đình. Nếu mà tình cảm nó tới em đón nhận bằng mọi cách, thì em sẽ giữ gìn và trân trọng từ khi mà đối phương buông tay thôi. Đúng chứ rồi, nếu không buông nha. Nếu mà đối phương buông tay, không buông tay thì nắm suốt cuộc đời. Em nắm người ta sẽ không buông được đâu. Em thấy nắm tay nãy giờ thấy sao? Nhưng là bạn rất là đúng cái mẫu người mình mơ, cái mình gọi là mơ mơ luôn á, kiểu mà mơ luôn đúng không? Kiểu mà nhìn người thích luôn á. Trái tim rung động không? Nè. Bây giờ hát một bài tặng bạn gái đi nào, đứng hát nhìn bạn gái hát nha. Mình giống như mình thuộc tiếp người trung tình nên mình hát bài trung tình. Lời thờ ước anh đã trao cho em, vầng trăng ánh sao nhiệm màu, nhìn lên cao anh chấp tay nguyện cầu được yêu em tới mãi bạc đầu xanh. Xong rồi đó hả? Cho em gái hát tặng bạn trai. Chẳng cần phải chọn một loài hoa yêu thích nhất, là vì mỗi sắc hoa có ý nghĩa riêng cho đời. Thì trong ngành của mình cũng vậy, và ở đâu thì cũng vậy, mỗi người sẽ có một cái nhiệm vụ cũng như là một cái trách nhiệm, miễn là mình sống mỗi ngày mỗi tốt hơn. Thì hy vọng là trong tương lai thì anh sẽ có thể tự tin hơn, vững tin vào bản thân hơn, và cần thêm một chút tự tin nữa thì em nghĩ là anh sẽ thành công hơn. Em gái nói đúng đó. Sau chương trình này nếu mà nghiệp cho mình một cái đèn xanh thôi, mình sẽ cố gắng mình cố gắng hết sức để mình tán tỉnh nghiệp. Khi bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó, bấm để cho nhau cơ hội chứ không phải bấm để một vừa lòng ai đó. 2 3 3 hết thời gian. Thì có một chút xíu thông điệp nữa sẽ gửi tới anh Hổ. Thì mỗi người mình sẽ bóc một bì thư ha, xong mình mở ra mình xem. Nếu mà thật sự tiến đến nữa thì sẽ được bật mí thêm 3 cái bì thư ở giai đoạn sau. Muốn làm sao? Giúp bóc thăm trúng thưởng. Nào cũng em bé hết á. Mình cùng nhau đi vẽ tranh nhé. Tiếp tục. Cái chữ ở trên bì thư nó sẽ là cái câu chúc với anh hôm nay. Có hai thông điệp, lần một là một cái việc làm cùng nhau, đó là mình cùng nhau đi dạo phố cuối tuần. Với một cái thông điệp thì đó là lời chúc thành công. Dễ thương quá, rất là chu đáo.
Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Bây giờ chúng tôi sẽ gửi tặng những phần quà dành cho các bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, mời hai bạn. Ráng lên nha. Chúc nhiều. Rồi. Nhớ về lo bạn gái nhiều hơn chó nha. Như vậy là chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Còn bây giờ Quỳnh Linh và Ngọc Lan xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Hai. Dạ, em tên là Nguyễn Việt Hà, em năm nay 24 tuổi, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, ba mẹ em thì ở Vũng Tàu. Hà đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên văn phòng, điện thoại viên của nhà mạng Vietnam Mobile. Em đang làm ở quận mấy? Dạ, em làm ở Tân Bình. Tân Bình. À, tôi lên, đang hơi căng thẳng chút xíu ha. À, 24 tuổi ha, nhân viên là điện thoại. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em tên là Trần Văn Mỹ, hiện tại năm nay em 24 tuổi. Và em đang công tác tại Trung đoàn 97, Sư đoàn 370 của Quân chủng Phòng không quân. Nghề nghiệp chính hiện tại của anh đang làm công tác trong đơn vị là làm cơ giới trên không. Cơ giới trên không là sao em? Dạ, là một người nắm về kỹ thuật của máy bay trên ở khu ở trên không ạ. À, tức là em ở trển không á, đúng không? Dạ. Không có lo gì cả. Dạ. Hà, ưu điểm khuyết điểm của em là gì hả? Dạ, em có vài cái vừa ưu điểm vừa khuyết điểm không chị? Dạ, em nói nhiều, em nhây, em lầy. Cái mức độ như thế nào? Dạ, ví dụ có một vấn đề đi, ví dụ như chị hỏi quả trứng hay có trước hay con gà có trước là em nói cho chị đến sáng luôn, vẫn chưa biết là con gà có trước hay quả trứng có trước. Dạ, thấy là hơi rối rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn em biết quan tâm người khác, em rất là ga lăng với mấy bạn nữ xinh đẹp. Rồi, thích gái đẹp là được rồi chị. Thích gái hay thích trai? Dạ thích trai. Thích trai xong ga lăng với trai. Trai phải ga lăng với mình với chị. Dạ, em còn biết rap nữa. Rap. Dạ. Thì hôm nay em đến chương trình em sẽ tặng anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và anh trai bên kia, và cũng như tặng thầy các bạn bài Ngày Anh Nhớ Em. Vũ trụ này biết bao nhiêu thứ để tìm vui, em gặp anh là điều duy nhất mà em cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ bỏ cả thế giới để yêu anh. Anh không tin thì cứ ôm em để biết tình cảm bao nhiêu xem. Em không yêu bằng lời nói, em yêu bằng thời gian, vì chỉ thời gian cho ta biết được đó mới là hạnh phúc trời ban. Em nhớ anh nhiều lắm, muốn anh về với em. Nơi Sài Gòn này quá chật chội, nó làm cuộc sống em lấm lem. Những lời nói vô bài tình cảm, anh đừng nghĩ em cất cớ. Em có thể đánh phần trái tim bằng từ nhờ ơn nhớ xót nhớ. Nè em ghét ông trời cho anh và em gặp gỡ, sau đó bắt hai ta xa nhau như hai. Em quên lời chị. Âm đàn hết một bài nào đó phải đáp lại cái rap bên kia đi. Ồ, có đàn nữa hả? Mình thì mình không độc đáp được hay như bạn đâu. Mình chỉ dạ, có thể hát được cái những cái bài nó đơn giản thôi. Rồi, hy vọng là bạn sẽ thích bài hát này. Dạ, có người tặng là thích rồi anh. Bài suy nghĩ trong anh nhá. Những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời, nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là thương thương tôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngân ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Em rụng tim rồi chị. Em rụng tim rồi chị. Rụng tim rồi ha. Rụng tim rồi đó. Treo tim nó lại đi em, khoan rụng đã. Bây giờ Mỹ nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, về ưu điểm của em thì em là một người rất nhiệt tình cho công việc và vui vẻ, hòa đồng. Và có cái tính cách là mình rất là mà mình thích là mình làm. Thích thì làm, có những cái khuyết điểm gì không? Về khuyết điểm của em thì em cũng rất là dễ nóng tính. Vì ức chế quá thì mới bộc phát ra thôi. Thế còn bình thường thì em cũng không bộc phát được nữa đâu. Dạ, mẫu người lý tưởng của em trai hàng không chị? Còn để mà lấy làm chồng á chị thì chỉ cần ưa nhìn là được. Đẹp quá chồng người ta chị ơi. Chỉ cần 1m7 thôi, 6'6 cũng được. Mét mấy Mỹ? Dạ, may 1m7 em. Cũng được. Còn em thích cô gái như thế nào? Từ tới chân của em thì em thích một cô gái dễ thương mà vui vẻ, hòa đồng. Ngoại hình sao em, ngoại hình? Về ngoại hình thì cũng dáng cao, khoảng 1m6. Anh ơi, tròn tròn được không anh? Hả? Mập mập tròn tròn được không anh? Chứ em mập lắm á, em gần 60kg lần á. Thì mập mập thì cô ôm thì cũng thấy cũng được. Tiêu chuẩn gì nữa không?
À, tiêu chuẩn của em thì cô gái mình ấy nhất là ba vòng phải 90 nhỉ? 90 đều hết đúng không? À, không đâu. Chứ sao? 90, 70, 90. 90, 70, 90. Cao 1m6. Dắt qua hậu luôn rồi qua. Qua thì kiểm tra coi 90 thế nào nha. Dạ. Ô trời ơi. Anh ơi em bị dư vòng 2 rồi anh. Không sao. Tất cả mọi thứ bây giờ không quan trọng nữa. Xin thông báo đàn trai, đàn gái rất là xinh. Em gái. Dạ. Em có nghĩ rằng lúc nào đó em sẽ yêu một quân nhân, một sĩ quan chuyên nghiệp ở quân đội nhân dân Việt Nam không? Dạ em cũng không nghĩ tới, mình có là tin vào cái duyên đi anh. Tại vì anh hai em cũng là hải quân. Ồ, dạ. Wow, hay quá. Dạ. Còn ba em có làm gì trong... Dạ ba em cũng là hải quân về hưu. Hải quân về hưu luôn. Dạ đúng rồi. Hải quân kết hợp với không quân là dữ rồi nha. Trên không và trên biển luôn. Anh thấy bên đây cũng là một chàng gọi là quân nhân dễ thương ha. Còn chúc em sẽ kiểm tra mọi thứ. Dạ. Đàn gái, ok. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ anh đi trực đêm hoài đó. Ví dụ đột xuất anh đi trực vậy rồi em có ghen không? Đi trực mà ghen gì chị, vô bộ đội tại con trai không ghen gì chị ơi. Nhớ dạ, nha, nhớ dạ, nha. Em cần ghen, ghen gọi là em ghen vui không chị? Ví dụ lâu lâu lục điện thoại ra thấy tin nhắn. Anh nha, anh nhắn con này khi nào? Trời ơi, kiểm tra điện thoại người ta luôn hả? Dạ ý là mình vui, mình lướt vui thôi chị. Vui thôi. Vui có ý đồ dạ, phải không? Dạ ghen vui thôi. Và bây giờ là cái điều gì mà cái điều em không thích nhất ở người bạn gái? Điều em không thích nhất chính là sự giả dối. Lấy nhau về thì em định sẽ vợ chồng sẽ sống ở đâu? Dạ vì cũng đặc thù công việc của mình, hai trực tròn cũng hay ở đơn vị nhiều á, thì em cũng có thể hy vọng vợ chồng á có thể ở cùng với nhau ở dưới Cần Thơ. Ở Cần Thơ? Dạ. Là hiện tại em đang công tác ở Cần Thơ. Dạ vâng, em đang công tác ở Cần Thơ. Nếu tình yêu đủ lớn là mình vẫn đi theo chồng được đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Cho dù em ở xa cách mấy thì anh Mỹ vẫn tới được, bởi vì ảnh là phi công lái máy bay. Rồi, anh tặng em đúng không ạ? Dạ em cũng dạ, có món quà tặng cho anh. Rồi, anh có thể mở ra được không? Dạ, dạ em đeo cho anh nha. Dạ đây là vòng tay bình. Hy vọng là anh ở đâu làm gì thì mình đang ở trên hết. Thầy, anh cảm ơn em. Thì đây là bó hoa mà chính tay anh tự làm. Anh muốn gửi đây em. Anh cảm nhận như em. Đối với anh thì em là một cô gái rất là xinh đẹp. Em cũng ơn. Và qua cách nói chuyện anh lúc đó anh cũng không tưởng tượng ra em sẽ là khuôn mặt của em, hình dáng của em sẽ như thế nào. Nhưng mà trong đầu anh tưởng tượng ra em là một cô gái rất là hoạt bát, vui vẻ và cũng có rất là có năng khiếu trong cái việc hát đấy chứ nhỉ. Em con nít lắm á, anh chịu được không? Anh thì rất là khoái con nít cơ. Vì con nít thường nó hay bám anh nhiều lắm. Em thấy anh thì cũng chững chạc, hát cũng hay nữa anh. Em rụng tim nãy giờ rồi. Bây giờ cái chuyện hẹn hò trong tương lai như thế nào nè? Trước mắt thì em vẫn ở lại Sài Gòn, thì không biết là những lúc anh về phép tranh thủ thì anh có lên được Sài Gòn không, hay là anh chỉ ở dưới Cần Thơ thôi? Vì Sài Gòn ở trên này không có mục đích để anh đến. Nhưng nếu như em đã là mục đích của anh thì anh sẽ thường xuyên về đây hơn. À, anh có tin vào tình duyên không? Anh nghĩ anh sẽ tin vào nó. Dạ em là một đón xem chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Người thiên về tâm linh nên em rất là tin vào cái chữ duyên chữ nợ. Em muốn coi gì không? Coi tướng coi gì chị kêu anh đứng lên cho em coi. Đứng lên cho cổ coi coi. Coi kỹ nha, coi hợp không? Dạ, anh nắm lại đi, em biết tên em rồi đó, anh nắm đi. Rồi, xong rồi đó. Ủa là sao? Dạ là đưa tay, đưa tên em vô trong tay anh nắm luôn á chị. À được rồi đó dạ, hả? Dạ, gieo duyên á chị. Em, bây giờ em ghi tên vào tay anh rồi á. Nhưng bây giờ anh xin phép được nhét vào trong chỗ này được không? Dạ, anh nhét vô tim nha anh. Ờ, nhét luôn ha. Dạ, ờ, đóng chặt lại nha. Thôi, tôi đi về luôn cho rồi. Dễ sợ. Ngày hôm nay là một kỷ niệm tuyệt vời, thì bạn có thể làm một cái điều gì đó quyết liệt hơn một chút xíu. Thật sự anh hy vọng có thể được nói một lời rằng là cho anh được làm quen em nhé. Dạ. Chị em nếu là có thể gặp nhau, chào nhau bằng một cái ôm thì hy vọng là có thể một cái ôm nhẹ nhàng nhé. Dạ được rồi. Để tay vào nút bấm các bạn. Bây giờ chúng ta đã trao nhau nhiều câu chuyện, nụ cười, ánh mắt, thậm chí một cái ôm rất chặt. Và bây giờ hãy nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nha các bạn. Chúng ta bấm nút nếu như tim mình rung động. Còn như tim mình chưa rung động, không cần bấm. Hãy suy nghĩ thật kỹ, lắng động lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đó.
quả bóng. Chúc mừng. Đấy, hãy xin phép mẹ của bạn nữ để được tiến hành cái thủ tục đầu tiên tại sân khấu bạn muốn hẹn hò. Dạ, cháu chào cô, gia đình. Thì cháu rất vui là hôm nay được chương trình tạo điều kiện để lên được sân khấu ngày hôm nay á. Thì cũng được quen biết em Hà. Và hy vọng rằng cô cùng người nhà có thể cho phép cháu được làm quen với lại em Hà. Dạ, anh xin đi, mẹ em khó lắm đó. Dạ, cô cho xét cháu được không ạ? Đồng ý, cô đồng ý. Cảm ơn cô ạ. Đấy, bây giờ Hà hôn lại mới rụng tim nè. Nãy giờ em nói em rụng tim đó. Hy vọng rằng cuộc hẹn hò này sẽ thành công. Một ngày sớm nhất chúng ta sẽ được nhắc tên ở trong chương trình này, bởi vì các bạn gửi thiệp cưới chúng tôi nha. Anh thích con trai hay con gái? Nhưng mà con của em anh sẽ thích. Quá xa, quá sức luôn. Tim mình có rung động gì không? Chẳng nó đập loạn nhịp em. Thấy cô ấy thì sao? Trời, nhìn nó đập nhanh hơn, cố nhìn xa hơn, đập ít lại hơn. Có thấy ấn tượng gì cô gái này không? Dạ thì em ấn tượng em mà nó đập loạn nhịp rồi ha. Không, cứ nói chung chung. Đập loạn nhịp quá vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cô gái nè, mình nhớ, mình nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt cô ấy ha. Bây giờ em ấn tượng gì trên khuôn mặt cô gái ấy? Dạ, mắt bạn ấy rất đẹp ạ. Cô muốn nắm tay cô gái không? Em tên là Nguyễn Quế Anh, năm nay em 23 tuổi. Dạ em là nhân viên văn phòng, hiện đang làm việc và sinh sống tại Tiền Giang. Tiền Giang là hôm nay lên đây quay chương trình rồi về lại Tiền Giang hả? Dạ đúng rồi chị. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào bạn nữ bên kia, chào khán giả bên dưới ạ. Dạ, em tên là Quốc Triệt, 23 tuổi. Em làm công nghệ thông tin, em quê ở Bến Tre, hiện thì đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bên kia Tiền Giang, hợp lý đó hả? Dạ, cách có cây cầu. Đúng rồi, đâu có cầu. Dạ có à. Dạ, nay là cầu rồi. Nay là cầu rồi chú. Cầu đặc biểu. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì Việt? Ủa, em muốn giống là không biết cái ưu điểm của em là như thế nào nha chị. Khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì theo người nhiều người đánh giá thì nó hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Trời ơi. Ghê 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 ghê. Để hồi tôi qua tôi coi mà không đẹp trai là chết với tôi. Chú chị kiểm tra giùm em. À, chút xíu chị kiểm tra giùm cho. Có tật xấu gì nữa không? Dạ, tật xấu là đẹp trai. Thôi bỏ qua đi. Tính em thì hay quên thôi. Với thêm ngủ nướng nữa. Hay ngủ bà nướng. Bà ngủ nướng ngày bữa chủ nhật thôi. Còn em, bà em có ưu điểm, khuyết điểm dạ, gì anh? Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn, thích trẻ con. Tại lúc đó thì khuyết điểm của em nó hơi thẳng tính xíu. Với lại có một khoảng thời gian em ít sử dụng mạng xã hội nữa, nên là em không có bạn trai. À, không có sử dụng mạng xã hội là không có bạn trai. Lúc mà em còn xài mạng xã hội á thì em cũng có quen một bạn hồi sinh viên, mà bạn đó em không có công khai trên Zalo hay Facebook gì đó. Bạn ấy thì ở quê, em thì học ở Cần Thơ lận, cho nên là bạn ấy lại tính lăng nhăng, không có định hướng cho tương lai, nên em không thích và chia tay với bạn đó. Là một bạn đó thôi, hồi đi học đó thôi. Dạ. Sau này thì cũng có tìm hiểu một người nữa chị, nhưng mà em do em ít xài á mạng xã hội. Bây giờ có xài không? Dạ, bắt đầu xài lại rồi chị. À, bắt đầu xài lại phải không? Là bắt đầu có bạn trai đó. Dạ, em hy vọng vậy. Rồi, bạn trai đẹp trai quá chắc nhiều mối tình lắm phải không? Chính vì đẹp trai nên chưa yêu ai vậy. Chưa có bồ luôn. Dạ, chưa có bồ. Thiệt luôn. Dạ, dạ. Có để ý cô nào chưa? Dạ thích thì có. Tại sao thích mà không tới? Do lúc mà em đi học thì em ước mơ mình là thành một game thủ tiềm năng, nên là em chỉ chuyên game thôi. Thích người ta nhưng mà mình lại tập trung vào game. Tức là mê game hơn. Dạ. Mê gái đúng không? Dạ, đó là điểm chung của game thủ ạ. Hello hot boy. Dạ. Khuyết điểm đẹp trai quá hả? Dạ, có đẹp không chị? Trời ơi, em nó phải gu chị, phải để cô bên này cô nhận xét chứ. Sao rắc rối quá vậy? Sớm thì em định mặc áo sơ mi lên thôi chị. Nhưng mà em lên gặp bạn nữ em run quá nên mặc áo nó phát vô tới bước run. Cũng lạ người ta. Dạ. Quá ha. Rồi biết hung không? Ủa, hung ba mẹ có mà chị. Chưa có hung bạn gái bao giờ, giờ có biết hung không? Chắc tập từ từ rồi chị. Có coi phim thấy người ta hung chưa? À không, em đó giờ ít coi phim luôn. Nhưng mấy cảnh hung chắc không có coi, chưa coi. Chưa coi luôn à, có nhưng mà chưa coi kỹ á chị. Trời đất ơi, rồi bây giờ em muốn người cao thấp mập ốm như thế nào? Dạ, chỉ cần dễ thương là được. Với điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích mỗi người bạn gái hay ghen thôi. Lạnh lắm hả? Dạ lạnh lắm. Giờ muốn nóng không? Thôi để lạnh đi chị. Lạnh gì thở dữ vậy? Em căng thẳng mà chị. Rồi em hít đó cho chị coi 5 cái coi, cho nó ấm lên nó dễ nói chuyện chứ lát. Dạ. Mở ra nói chuyện bạn gái rung vậy kỳ lắm.
Thích đất là nhịp tim mới tăng đó chị. Không có, mà nó đỡ lạnh. Thích tay đưa hả chị? Đúng rồi. À, em xin phép thích một tay. Trời ghê 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 ghê. Trai võ công cao ạ. Ấm chưa, ấm chưa? Nhịp tim nó tăng cao. Máu gì nhóm máu gì? Dạ, em chưa biết nha chị. Thấy mặt đỏ quá vậy, ngồi ngồi xuống đi cưng. Ủa mà là chơi game không rồi giờ có cái gì để chuẩn bị lấy vợ chưa? Dạ, hiện tại thì em đi làm chị. Nếu mà có bạn gái thì em sẽ cố gắng nhiều hơn để hướng tới hôn nhân. Bao lâu nữa thì đám cưới được? Khi nào bạn nữ sẵn sàng vậy? Bây giờ sẵn sàng rồi đó, bao lâu em mới có tiền lấy vợ? Dạ thì chắc là 1-2 năm thôi chị. 1-2 năm là nhiều nhất thôi chị. Rồi, thở dữ vậy? Căng quá chị. Mày đặt lạnh hả cưng? Làm gì sợ đàn gái dữ vậy? Để anh lo. Dạ, dạ cảm ơn anh ạ. Để coi đàn gái sao mà qua rồi hành hạ đàn trai dữ vậy. Để qua bắt đàn gái hít đất luôn. Xin chào chú Huyền Linh. Chào con. Chú là thần tượng của con. Ồ vậy à, cảm ơn con. Con là ở huyện nào? Dạ con ở huyện Tân Phước đó chú. Tân Phước đi qua sông rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Về Gò Công qua sông đúng không? À, như chú có tới nhà con rồi đó. Dạ. Đúng nhưng mà không? Con không có thấy chú. Thấy là con xin tấm hình làm kỷ niệm rồi. Chúc chú cháu mình chụp chung nha. Dạ. À, bạn trai bên đây rất là dễ thương, hiền lắm, nhút nhát nữa. Con có thích người đàn ông mà không có bản lĩnh không? Bản lĩnh thì tự mình làm sẽ có. Con cố gắng được, con sẽ làm cho bạn nó có bản lĩnh. Nói trời thôi chứ chơi game bạn này bản lĩnh lắm đó. Chỉ có tán gái nhút nhát thôi, như thế mới được. Còn như trai mà cứ gặp gái tướp là không được ha. Rồi bây giờ nói cho chú nghe coi, con thích bạn trai thế nào? À, ngoại hình thì giống chú Huyền Linh là con thích lắm rồi. Giống không? Giống rồi, nhỏ chú, hồi nhỏ chú đẹp trai giống vậy đó. Rồi gì nữa? Người bạn trai biết chia sẻ, thông cảm với người phụ nữ. Tại vì công việc của người phụ nữ cũng rất nhiều rồi. Khi mà về nhà thì việc nhà nữa, thật sự là rất là mệt mỏi. Sau này bạn ấy là một người chồng, một người cha mẫu mực, sẽ làm niềm hạnh phúc cho người phụ nữ. Đúng rồi. Bạn này có làm được không? Theo quan điểm của em, nếu mà bạn làm việc nhà thì em không bao giờ để làm bạn làm việc nhà một mình. Phải không? Hay người ta làm mới đứng chơi game đi. Game mới bỏ rồi anh. Bỏ rồi nha. Dạ. Bạn ơi, bạn có gia trưởng lắm không? Mình không gia trưởng không? Gia trưởng chứ không phải gia tưởng. Dạ em. Bên gia trưởng bên... là dạ dạ bên tê phát âm sai á. À không, bạn này không gia trưởng đâu, bạn này nhát lắm. Bạn có yêu động vật không? Có, mình rất thích động vật luôn. Mình cũng vậy. Thích con gì? Dạ, chó hay mèo? Con thích chó. Đây cũng thích chó. Thôi để hai đứa tự tìm hiểu nhau, cái nào cũng dễ thương hết trơn á. Dạ đẹp trai mà. Đẹp trai quá ha. Không, nó có duyên lắm, nhìn có duyên lắm. Rồi được. Bây giờ đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Con gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ, với chị ruột và một người đồng nghiệp nữa. Rồi cho chị gặp mẹ nha. Chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả có mặt trên trường quay. Cháu trai hôm nay thì thấy cũng hòa đồng, nói chuyện cũng dễ nghe. Dạ cảm ơn cô ạ. Cũng hiền, cũng được. Theo cô, gái cô có nên bấm nút không? Thì nó thích rồi nó bấm. Bao lâu nữa cô gả được cô? Chừng nào cũng được, ví dụ như gần đây cũng được. Cô có yêu cầu gì con rể tương lai không? Chứ cô nói hẳn trực tiếp với cậu đó đi, chứ cậu đó có mê game nhiều khi bỏ con cô một mình đó. Thì cũng khuyên cho cháu hả, nếu mà lập gia đình thì cũng lo sắp xếp chuyện nhà, bớt chơi game lại. Dạ, chơi game là lúc mà con đi học thôi. Chứ dạ, lúc bỏ mà, rồi. Lúc mà đi làm thì không có chơi game nữa. Tại nếu mà chơi game thì không đi làm được. Biết rồi, lo gia đình, lo vợ, lo con vậy đó là quý rồi. Ở dưới Tân Phước có ruộng vườn gì không cô? Cũng có ruộng chú. Làm mấy con ruộng cô? Dạ ba công. Có vườn không cô? Dạ không. À, có làm ruộng nổi không? Dạ, nhà em làm ruộng vậy. Nhà em ruộng luôn hả? Dạ, Bến Tre mà. À, cũng có ruộng luôn. Nói chứ Bến Tre ghé ngang Tiền Giang là gần ha. À, đi rồi. Qua sông cái tới rồi. À, rồi cảm ơn cô. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với chị họ của em ạ, hay anh đồng nghiệp của em ạ. Rồi, chào chị. Dạ, em chào MC Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Chào em. À, dạ, em là chị họ của Việt. Theo em nhận xét bên này thì bé gái bên này thì xinh xắn, nói chuyện rất là dễ thương, vui tính.
Còn việc nhà chị á thì đúng theo ý em diễn tả em muốn luôn á, thì việc rất là thật thà, sống rất là nhiệt tình với mọi người. Sau chương trình này á thì chị cũng muốn là có ai đó giúp đỡ việc thoát khỏi cái cảnh cô đơn trong nhiều năm qua. Dạ, cảm ơn chị. Rồi bây giờ cho hai trẻ gặp nhau ha. Rồi mở rào. Rồi nhìn nhau đi hai bạn. Ủa vẫn còn lạnh hả em? Chào bạn ạ, mình có món anh em đi bạn. Anh em đi cho nó thân mật. Anh không biết là em có thích qua gì nhưng cảm ơn anh, hoa hồng rất là đẹp. Nhưng mà anh chắc chắn em sẽ thích món này. Gì vậy? Con đẹp dễ thương quá. Ấn tượng đầu tiên về mình thì bạn thấy anh, em thấy như thế nào? Em thấy anh là một người có cá tính, mạnh mẽ. Em hy vọng sau này chúng ta có thể bước trên một con đường. Tặng quà cho bạn Nam đi. Mới có tặng cái bó hoa mà hy vọng bước chung con đường rồi. Từ từ cô ơi. Chết con ngon quá. Đó. Đây là một quyển sách nói về hạnh phúc. Hy vọng là anh đọc quyển sách này thì nhớ số em. Anh sẽ đọc không sót một trang nữa. Ôi, nhớ nha, đọc không sót trang nào nha. Tay đang một lục anh. Đọc hết cuốn này đi, còn nhà còn trăm cuốn nữa đó. Rồi, cảm nhận là còn trăm cuốn rồi. Dạ, đó. Ít lắm anh, vài chục cuốn à. Em rất là xinh xắn. Cảm ơn anh. Nếu mà chúng ta có hẹn hò được á thì anh sắp xếp như thế nào? Tại vì công việc của anh ở thành phố Hồ Chí Minh, còn em ở Tiền Giang. Quê của anh với em gần nhau mà. Chú từng anh thường chị quê, mà anh phải về Tiền Giang được mới về Bến Tre. Nói chung là cuộc sống của em thì nó đơn giản lắm. Chỉ cần ai tạo cho em một sự lãng mạn nhẹ nhàng là được rồi. Anh thích con trai hay con gái? Nhưng mà con của em anh sẽ thích. Quá xa, quá sức luôn. Em cảm thấy bối rối khi gặp anh. Anh cũng bối rối khi gặp em. Anh nhớ tên em không? Chết mồ. Hồi đầu anh nói mà tính anh hay quên. Cho anh một phút nữa. Đó. Chết rồi chưa? Thôi không làm khó anh nữa, em tên là Nguyễn với anh. Anh tên là Việt. Trời ơi, dở ẹt. Không hỏi lại em nhớ tên anh không? Trời, em không muốn làm bạn nữ bối rối như em nha. Trời ơi, dễ thương. Thôi giờ để đỡ bối rối ha. Em gái hát tặng cho bạn trai cái đi cho nó đỡ bối rối đi nào. Em nghĩ là tình yêu rất là diệu kỳ, nên em sẽ tặng mọi người và bạn trai một bài hát mang tên là Tình Yêu Diệu Kỳ. Một đoạn nhỏ thôi, tại em hát không hay, nhưng mà em thích hát. Nhưng hết anh thích như em nghe em hát. Đêm nay em nhớ anh, em ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi, hình bóng anh trong tim em đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi anh trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về em. Anh không biết thì sau giờ phút nữa em có bấm chuông hay không? Chuông đâu bấm? Chuông rồi sao ghế? Rồi đây làm như Lan vậy thiệt chứ bấm chuông. Nhưng mà mình đến đây có một cái duyên. Anh thì có tăng động cái duyên đó. Hãy cho anh cái cơ hội được tìm hiểu em. Cho anh cái cơ hội được ghé Tiền Giang. Không có cho cơ hội nào cho tên nào không nhớ mà cơ hội gì. Đó, tại bây giờ này nhớ rất là khắc sâu. Khắc sâu chưa? Đó, khắc sâu. Cô ấy tên gì? Cô ấy anh. Tim mình có rung động gì không? Trời, nó đập loạn nhịp anh. Thấy cô ấy thì sao? Trời, nhìn thì nó đập nhanh hơn, cố nhìn sao cho tập ít lại. Có thấy ấn tượng gì cô gái này không? Dạ thì em ấn tượng em mà nó đập loạn nhịp vậy ha. Không, cứ nói chung chung. Đập loạn nhịp hoài vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cô gái nè, mình nhớ, mình nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt cô ấy ha. Bây giờ em ấn tượng gì trên khuôn mặt cô gái ấy? Dạ, mắt bạn ấy rất đẹp ạ. Có muốn nắm tay cô gái không? Để tôi cầm giùm cho. Dạ. Nhớ tại em nha. Ừ. Ơi, nắm tay Hoàng nói như thế nào đó. Em đừng nắm tay em. Dạ, con xin phép được nắm tay bạn ấy.
Anh không hứa được gì hết, nhưng mà anh nghĩ là trái tim anh đã đọc đúng hướng á. Hãy cho anh một cơ hội. Xỉu giờ đó, thôi cho nó về đi anh. Thôi được rồi, xỉu giờ đó. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Thở không à? Thọt cái ngón tay vô cái nút. Ông bấm hồi ông bấm không được cho coi. Một, hai, ba. Hết thời gian. Nó bấm chậm vậy làm anh hết hồn kìa. Em bấm không có ăn. Rồi nắm tay nhau đi. Rồi. Xin mẹ hôn đi. Dạ con xin phép được hôn. Hôn ai? Hôn bạn gái của con. Tên gì? Dạ Quế Anh. Lần hai là rất khắc vào sâu vào tim rồi, không quên được. Dễ thương quá. Được không con? Tụi nó xin hôn nhau cô cho không? Không rồi, cậu chưa cho. Ủa không rồi. Rồi các bạn lo đây là hỏi kia hôn rồi. Hồi đó giờ hôn ai chưa? Dạ có. Hôn ai? Dạ hôn mẹ. Hôn mẹ, hôn bạn gái kìa. Dạ chưa. Nay nụ hôn đầu tiên đúng không? Hôn lại đàng hoàng, hôn chậm từ vô nha. Hôn lên má, kỷ niệm sắc sâu vào tim. Hôn từ từ, nắm tay vô. Hôn từ từ, chị nào tôi nói thôi nha. Nụ hôn đầu đời mà đâu đơn giản đâu. Đầu đời nên... Hả? Dạ dạ. Bắt đầu chuẩn bị. Hôn vô. Hôn từ... Để ra Nguyên, để Nguyên. Để Nguyên hít, hít vô, hít sâu. Dạ. Người ta hôn đầu tiên mà. Hít. Đó đi nha. Cảm thấy sao? Cảm giác sao? Cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc. Công nhận nó hết thấy thương luôn. Hết thấy thương kìa. Hẹn đám cưới hai đứa rủ anh đi nha. Dạ không quên anh được. Hai đứa cầm bé đi xem phim nha. Ở cụm rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng á. Tới xem phim để tìm hiểu nhau, yêu nhau nhiều hơn nha.